Chào các bác, đây là cái hộp đồng hồ của bác Ngọc ở Sóc Sơn, Hà Nội. Đấy, cứ gửi 23.000. Để mở hộp ra đây. Thư của bác ghi như sau: đồng hồ không chạy, để mấy ngày không đeo, chết không chạy nữa. Kiểm tra lau dầu đã tháo một lần, gạt giờ mất núm vặn, đã thay nhưng nước vào gì đấy, vỡ kính cần thay, chú cứ thay. Đấy. Thứ nhất là mặt kính của bác đã thay này, mặt kính này. Đấy. Nếu không thấy bác nói có thay mặt kính hay không thì em không rõ. Đây. Đồng hồ đang chạy, để mấy ngày không chạy, chết không chạy nữa. Kiểm tra lau dầu đã tháo một lần, gạt giờ mất núm vặn. Núm vặn này không có khả năng đâu. Em vặn, em cảm giác ở tay em biết các bác nhé. Đó, cảm giác ở tay em biết. Ừ. Cứ thay. Rồi em sẽ kiểm tra qua cái đồng hồ này. Bác nào cần thì các bác vào Zalo nhé. Phía trên Zalo có tìm kiếm ấy, các bác đánh số điện thoại của em vào là ra Zalo của em. Đấy, các bác nhắn tin giúp em, các bác đừng gọi nhé. Đấy, khi nào rảnh em sẽ phản hồi lại cho các bác. Cái con này là không chịu được nước. Để kiểm tra luôn cái đồng hồ. Những cái dòng này dễ sửa lắm các bác ạ. Dễ sửa, đồ thay của nó lại thông dụng nữa. Đó. Này, đất bẩn này, em sẽ phải vệ sinh hết cái đồng hồ này. Đấy, trước khi này nào. Và bây giờ em sẽ kiểm tra cái phần tự động xem nó làm sao. Rồi em sẽ lên có tự động, ok, có tự động không làm sao cả nhé. Cái chấm em chấm này vẫn lên bình thường, tức là không làm sao cả. Bây giờ em sẽ lên có tay để kiểm tra xem cái đồng hồ này có căng. Và có em cảm giác tay vẫn thấy rất là căng nhưng không chạy các bác ạ. Đấy, và cái gioăng này đang bị phì này, các bác nhìn thấy không? Đang bị phì này. Đó. Đang sẽ thay cái gioăng khác cho bác ấy. Và cái núm này nữa, núm này không ổn đâu. Cảm giác cái tay em mới biết. Đó. Đây. Đây, nó mất cái lỗ núm rồi các bác nhé. Đây. Mất lỗ núm này. Cái người thợ người ta tháo ra, người ta đã làm mất lỗ núm này luôn này. Đó, mất luôn hoàn toàn lỗ núm. Em cảm giác cả tay em không thấy cái độ mút ở cái núm này, em biết. Đó. Cái này cái chỉ có thợ tháo ra làm rơi mất thôi. Em sẽ tháo cái tóc này ra để kiểm tra nhanh cái đồng hồ này. Cái này khả năng là mình nước vào nên là nó bị hiện tượng này các bác ạ. Con này may là máy xịn nên là nó không bị phá máy. Tóc này thì em thấy là chắc chắn không làm sao cả. Mà tóc này phải nắn lại một chút này. Hiện tại tóc này phải nắn lại này các bác này. Nhá. Đó, tóc này phải nắn lại. Còn cái con ngựa thì không hề đá nhá. Ngựa không đá các bác ạ. Không đá. Đó, ngựa không hề đá luôn. Đó, rồi bây giờ em sẽ tháo nhanh cái con ngựa này ra. Thì em đang có một chút việc. Đó. Đấy, con ngựa này cũng không xả được cót luôn. Đây các bác này, không xả được cót luôn. Em xe bánh gai xem có xả được không. Cũng không xả được một cót. Đó, cũng không xả được cót luôn. Cót cũng không xả được. Đó. Vậy con này phải tháo tung ra kiểm tra tiếp các bác ạ. Ừ, và nó nước vào này các bác nhìn này, nó ố hết bộ kim này. Ố hết bộ kim của khách. Đó. Tức là trước này bác này, bác ấy mang ra thợ sửa cho bác ấy. Và họ đã làm mất cái lỗ núm này nên là nước nó vào.
Đó. Và hiện tại bây giờ máy đang không chạy này, đang bó máy, không chạy nhé bác nhé. Đấy, em kiểm tra này đều thấy đều không chạy hết. Đó. Vậy thì con này phải tháo tung ra đầu ngâm hết, kiểm tra lại hết các bác ạ. Đấy, nước vào nó gì hết này, rất là phí. Rồi, em chào các bác.